Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Và ở video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đó làm video về mốc giờ tổng 5K nha anh em ơi. Và mốc giờ tổng 5K gồm vật phẩm gì? Anh em cùng chờ đợi xem. Hôm qua thì anh Tùng làm mốc giờ tổng 5K như là anh mua một ít rương. Anh làm anh mở được nhẫn kháng băng 29 nè. Giờ đỡ coi anh làm em. Ok, nhẫn làm mốc 5K được gì đây? 4998 5 triệu. 5k. À, trả lời nhanh luôn đi cho lệ. 4k999. 5k đây. Bảo rương trong bảo ăn ban đình quốc đó nhu tình. Rồi làm hết cái này đi mở rương đem xem. Đây. Nó giống với rương 3k nó khác mày đâu. Khác cực đâu. AC luôn, chả khác gì. 3k, 4k, 5k AC. 6k là sau này sẽ có Sơn Hà 2 nha anh em. Sẽ có một cuốn bí kíp Sơn Hà 2. Đó, không cần phải ép là có nút luôn nha anh em. Sơn Hà 2 là mình sẽ nút luôn. Sinh lực 6k lâu lắm. 6k, giờ 5k rồi. Để thử khả làm sống này đi mới anh em xem. Ít quá rồi. Đây em ơi. Dây ăn băng làm chậm à? Làm chậm. Chưa mở nghe hồ à. Còn 15 cái. Đợi xong giờ tao đi mở nha nè. Mấy cái mốc giờ tao này làm video dài dài dưới hình nó ra đồ ngon là video hot luôn á nè. Mong sao nó ra được ăn ban với chuyện ăn ban này nọ. Úi xời ơi luôn. Không biết được ra gì nhưng mà mong sao nó ra ăn ban là video nổi như cồn luôn. Hên xui mà biết đâu. Mới bữa mở toàn gia chuyện ăn ban làm chậm không. Nhân vòng 5. Rồi, ok, let's go baby. Tắt cái mặt rồi. Rồi, giờ đi mở này. Đi mở này em ơi. Một rương đầu tiên như là một rương móc 5k. Đây, lên hoa sơn. Từ trước khi mở. Làm bên may mắn nè. May mắn quá tửu đồ. Cho nó thơm thơm tí nè. Rồi, làm bên may mắn này. Mình bị mắng ngay rồi, tính sâu. Mà tơ nè. Rồi, đã có quá tiểu. Đấy, hoa sơn nha nè. Rồi, coi coi. Em đang xem trong một lần hồi chơi em ơi. Một rương em ơi, làm hì hục 5k giờ tổ rồi em. Hiện tại mấy chủ này được 6 tháng rồi nè. 5k giờ tổ rồi đó nè. Vui nè. À, giấu nó qua rương bên này nè. Ui. Rồi. Khui hang. Gì đây? Đem cùng màn ảnh nhỏ bên tay trái rương rồi em ơi. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây. Ui, vô một dòng rồi. Trời ơi, nhẫn nhu tình. Đen quá, đen luôn em ơi. Ôi, ra. Móc 5k thật sự mình mở nhiều rương mà rác quá. Toàn rác quá rác anh em ơi. Số. Rồi ok. Anh em xem video cho một lần hồ cho anh em ơi. Rác quá. Rồi đợi móc 6k là 7k 8k sẽ làm video tiếp theo anh em xem.